Dạ vâng, em chào cả nhà. Chiều ngày hôm nay, chiều Chủ nhật ngày 17 tháng 4 năm 2022, em có tách âm hai thân Bảo Lan Kiếm và hai thân Xanh Huế La Láng, hai thân Phan Trí dòng Tự Thụ đã nở chuẩn mặt bông. Đấy. Để chia sẻ cho cả nhà. Và còn ít chậu Phan Trí hàng chuẩn mặt bông Tự Thụ nhé, và mấy đơn vị hoàng La Láng. Vâng, thì địa chỉ vườn em ở xóm Chùa Thông, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Thì có hai số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ. Số thứ nhất là số 035 816 9999, số thứ hai là số 0947 977 186. Hai số này thì em sẽ chạy ở trên cái màn hình, cô chú anh chị sẽ nhìn thấy luôn. Đấy, hai số đều dùng Zalo luôn nhé. Đây thì tất cả các mặt hàng này thì em đều bảo hành chuẩn mặt bông để cho cô chú anh chị sưu tầm chăm sóc yên tâm. Đấy, đều có tem bảo hành hết nhé. Đây, hai cái thân Bảo Lan này em vừa tách từ chậu này, cái chậu mà em hay khoe đấy, chậu Bảo Lan Kiếm mà em hay khoe đấy. Đây, vừa tách âm xong nhé, để lại hai thân này. Đấy, thì em sẽ đi vào chi tiết từng đơn luôn. Cái dòng Bảo Lan Kiếm ấy, thì một trong những mặt bông cực kỳ là xuất sắc, đẹp. Thì cái dòng này thì nó là một bông đang còn ít có trên thị trường mình. Đây, em sẽ cho cô chú anh chị xem cái mặt bông Bảo Lan nó nở tại chậu này luôn đấy, tại cái chậu mà em vừa tách xong luôn đây này. Đây, đây là cái mặt bông Bảo Lan, nó đẹp tổng thể về cả hoa, cả lá, cả cần. Cần hoa rất to và khuôn bông cực kỳ là đẹp. Đây là bông chụp gần. Đấy, một mặt bông rất đáng để sưu tầm làm giống nhá. Nếu như các bác mà đã chơi, đã nghiên cứu thì sẽ hiểu về cái bông Bảo Lan này. Đây là cái video này. Đấy, cần hoa rất to, thẳng, khỏe. Hoa dài. Đấy. Vâng, đấy là cái mặt bông Kiếm Bảo Lan. Một dòng lưỡi liền cực đẹp. Có hai đơn trước này nó tầm là 7 cho tới 15 triệu cho một thân Bảo Lan đấy. Cái đơn số 1 này này. Đây này, đơn này là đơn thân tơ. Đơn thân tơ bản lá 4x2 nhé. Đơn này thì nó có một chút lỗi này. Đây, một chút lỗi lá đây. Nứt một chút thôi. Đấy, thân tơ đơn này đẹp luôn này. Mầm thì nhiều. Đá tơ thì chưa đẻ mà. Chắc chắn là phải có tầm 2 đến 3 mầm. 2 3 mắt. Đây một mắt này. Đây một mầm này đang lên, măng này đang lên luôn. Một này. Bên đây một này. Đây mắt sau nha, không phải mắt ngang đâu. Kiểu gì cũng có mắt ngang tiếp. Và bên này nó kiểu gì trên cái này cũng có một mắt nữa này. Em cũng không kịp trách ra để xem đâu. Đơn này em chia sẻ cho cả nhà 5 triệu đồng. 5 triệu đồng Bảo Lan nhé. Đơn số 1 nhé. Đơn số 2 này. Đơn số 2 bản lá nó là 5,5 cm cơ. Đơn này to. Đây, bản lá to đùng luôn này. Bản lá 5,5 cm nhé. Đơn số 2 Bảo Lan này. Mầm đây mọi người. Đấy, thì mọi người về trồng cái này thì nó sẽ đẻ luôn. Mầm này sẽ phát triển luôn. Cây 7 lá rất đẹp nhé. 7 lá rất to và đẹp. Đơn này em cũng chia sẻ 5 triệu. Hai đơn đồng giá bằng tiền nhau. Đó là cái đơn số 2 của dòng Kiếm Bảo Lan là 5 triệu. Sang cái dòng Kiếm Xanh Huế này. Cái phần trí kia thì em sẽ đưa về sau. Đây, Xanh Huế đây các bác. Cái mặt bông của Xanh Huế này. Thành những tác phẩm rất đặc sắc và nét nhé. Nói chung mà Xanh Huế mà bằng giờ vào năm trước thì các bác mà sưu tầm thì rất khó. Vì nó đỉnh điểm cao lắm. Có rẻ tầm 30 đến 60 triệu cho một thân. Đấy, cái tầm giờ năm ngoái đó. Cái dòng Xanh Huế La Láng này này. Đây, các cụ đang cụ ông cụ bà
đam mê chở nhau đi mua kiếm về trồng đó. Có hai đơn thì ba đơn thì khách chốt một đơn rồi. Đơn số 1 là không lầm lỗi gì 2,5 triệu này. Đấy, đơn này thì bản lá của em nó là bản lá là 4 sen 2. Đơn rất đẹp luôn. Và này thì hết mắt ngủ ngoài thì em bán cái giá đấy đấy. Đây, em đã khai thác mắt rồi. Cái này thì vài hôm là mắt nó sưng thôi. Đấy, vài hôm mắt nó sưng nó đẩy thôi. Đơn này em chia sẻ cả nhà 2,5 triệu nhé. 2,5 triệu các bác cô chú anh chị đã sưu tầm được dòng kiếm xanh Huế lá láng vào giống rồi. Đấy, không lầm lỗi gì. Một cái thân kiếm cực đẹp. Đơn số 1 là 2,5 triệu này. Bản lá 4 sen 2. Đơn số 2 này, đơn thân tơ một thân một măng một mầm. Bên đây là mầm này, bên đây là măng này. Cái măng này nó tầm 3 sen thôi. Bản lá 4, à cái này là bản lá 4 sen 4 này. Còn cái này là bản lá 4 sen 2 này, chưa mở hết lá nhé. Bản lá 4 sen 2 chưa mở hết lá. Đấy, như cái thân này thì em chia sẻ cả nhà là 3 triệu đồng nhé. 3 triệu đồng cho đơn xanh Huế lá lá. Thế thầm tầm này thì cái giá nó đã xuống đến đáy rồi. Nó không thể xuống nữa đâu. Nó chỉ có lên được tí nào là nó lên thôi. Ví dụ như lên bằng thời điểm ban đầu. Khởi điểm là từ 3 cho tới 7 triệu một thân đấy. 5 đến 7 triệu cho một thân. Là dòng xanh Huế bây giờ thì các bác mua trước thì chăm sóc thì nó được lợi măng lợi mầm thôi. Chứ để mà nó xuống nữa chắc chắn không mà xuống. Đi mua cũng bây giờ không ai bán dưới cái giá 3 triệu một thân đâu. Tiếp theo là dòng thứ ba này, dòng Phan Chí, hàng tự thụ tại Việt Nam mình. Hàng chuẩn mặt bông, đã nở chuẩn mặt bông bố mẹ nha. Hàng tự thụ mà mặt bông đẹp, cực đẹp luôn. Đấy, các bác cô chú anh chị sở hữu nhìn cảm nhận. Đấy, để nghiên cứu để vào cái giống Phan Chí này này. Đấy, rất đẹp. Bây giờ họ đang đưa cái giá này lên cao đấy. Không không đưa cái giá thấp đâu. Đưa cái giá này lên cao vì là nó chuẩn cho tổng thể cả hoa lẫn lá. Đấy. Thì đây thì có hai cái đơn lẻ. Hai đơn lẻ, cái đơn lẻ số 1 này này. Số 1 là thân mẹ này, mầm như này, em khai thác mầm mắt ra ngoài rồi nhá. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá. Tại nó giống kể cả tổng thể lẫn kể cả củ, lẫn hoa, lẫn lá. Lá rất dày. Và độ chéo của lá này, lá cực kỳ là dày. Đấy, như cái thân này thì em chia sẻ cho cả nhà với giá là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng cho cái đơn số 1 này nhé. Đấy, đơn số 1 là 1 triệu này. Tiếp theo là cái đơn số 2 này. Đơn số 2 là đơn thân tơ. Đơn thân tơ bên đây thì chắc chắn là mầm rồi. Đấy, bên này đã bị hỏng cái mắt này. Đơn này em để cho chú anh chị đơn thân tơ là 1 triệu 3 thôi. Để em đo cái lá luôn cho chú anh chị xem nhé. Thân tơ này cực đẹp luôn. Đây, bản lá 4 sen nhé. 4 sen hơn đấy. Đây, đầu lá, độ chéo đầu lá đây. Đây. Mọi người nhìn cái Phan Chí là biết cái độ chéo của đầu lá và lá rất dày nhé. Lá dày hơn xanh Huế nhiều. Đấy, dày hơn xanh Huế luôn. Lá cực kỳ dày luôn. Đơn là 1 triệu 3 này. Đơn thân tơ này này. À, đơn Phan Chí đơn số 2, tổng thể giống cả thân bố mẹ luôn ạ. Sang đơn Phan Chí đơn số 3 cái chậu này này, 1 triệu mốt. Một thân một măng. Cái này thì hàng giống đó. Đấy thì thân lá của nó dày, đẹp. Một thân một măng này. Lá nó là tầm 3 sen thôi nhá. Đơn này 1 triệu mốt đơn số 3 này. Đơn số 4 này này. Đơn số 4 em chia sẻ cho cả nhà này. Đơn này 1 triệu này. Đây, mầm nó lên luôn này. Đấy, mầm lên luôn nhá. Đơn này 1 triệu này. Bây giờ họ đang đẩy giá này lên này. Đẩy giá cái dòng này lên. Đẩy cho em kể cả em mua họ đang bán là với giá là này, chậu này khách chốt rồi. Đơn nó 1 triệu. Đơn này là 1 triệu 8 này. Đơn thân tơ này. 1 triệu 8 nhá. Đấy, đầu lá chéo này. Tất cả đã nở hoa hết rồi. Đã bung hoa hết rồi. Đấy, mọi người nhìn này. Đây là các cái vòi hoa của nó này. Em về em còn cắt mê cơ số vòi. Đây ngồng hoa đây, các cái vòi hoa đây. Đã nở hoa hết tất tật tật. Đây, cái thân này cũng ngồng hoa trong đây này. Em cắt sâu trong. Đơn số mấy rồi nhỉ? 1, 2, 3, 4. Đơn này đơn số 5 là 1 triệu 8 này. Đấy, và đơn số 6 này. Đơn này bị lỗi một chút lá này thôi. Lỗi chút lá này thôi. Một thân một măng này. Đơn này 2,5 triệu.
đơn phan chí là 2,5 triệu. Đây này, đang hoa nó tiếp đang nụ hoa đây này. Đấy, hôm sau sẽ mời cả nhà cùng ngắm bông này luôn nhá. Bông này nở luôn nhá. Đấy, hôm sau sẽ cùng ngắm luôn. Đang nụ hoa rất đẹp đấy, rất khỏe đấy. Đấy thì em thôi thì chia sẻ ba cái dòng này thôi. Một Bảo Lan, hai Xanh Huế, ba Phan Chí thôi. Đó thì mấy cái đơn đó thì cô chú anh chị nghiên cứu sưu tầm, được vào cái đơn nào thì liên hệ trực tiếp cho em Ca Linh. Có hai số điện thoại thì em vừa mới đọc lên và sẽ trả trên màn hình đó. Thì cũng cuối video xin kính chúc cả nhà mình luôn luôn sức khỏe, luôn luôn may mắn và luôn luôn thành công. Em xin phép xuống video tại đây. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và theo dõi vườn lan Ca Linh trong cái thời gian nói chung là cũng phải tầm 3-4 năm nay rồi. Đấy, còn em bán hàng thì bán 5 năm rồi. Thì để sang bán kiếm trước thì em bán hàng đùi gà rồi hàng tam bảo sắc, quế. Sang bán kiếm là được 3 năm nay thôi. Đây có cái chậu hồng mỹ nhân đang nở đây. Và đây, phan chí hàng chuẩn này. Các cô anh chị nhìn nó không khác gì. Em cũng chưa, các bác có thể là xem các video á. Thì em đang so sánh, đã so sánh rồi. Bác cũng đã nhìn thấy là cái so sánh của em rồi. Đây là chậu Xanh Huế đang nở tại vườn đây. Cần hoa già 1 mét. Đấy, cần hoa già 1 mét. Chậu này thời đu đỉnh là em mua 90 triệu cho một thân. Bán lá 6, bây giờ là trên 6 rồi. Lá rất to. Em chào mọi người nhá. Em xin phép xuống live tại đây. Hẹn gặp lại.